rất là to, 32 inch mà anh em. Mà rất đẹp nhá. Màu tươi đẹp. Mà hình như là nếu mà cắm là nó có loa, nó lại thấy có loa luôn này. Đẹp chưa? Phát video 4K này. Rồi, hello anh em đến với cái video đầu tuần mới của CKT Shop nhá. Hôm nay hàng mới về rất nhiều luôn anh em ơi. Có màn hình TV này, cực xịn luôn. Và rất nhiều sản phẩm mới, hàng Nhật. Có mấy cái mã hàng số lượng ít thì có lẽ là shop sẽ để bên để làm bên kênh phụ thôi nhá. Hôm nay sẽ lên những cái món hàng số lượng khủng cho anh em đặt thoải mái luôn. Sản phẩm đầu tiên thì hôm nay shop về hàng được một cái lô vòng bi 608 anh em ạ. Hàng này rất xịn luôn anh em nhá. Đây này. Về được mấy thùng. Đó, bên trong á là nó ghi rất là nhiều tiếng Nhật anh em nhá. Nhật rồi Nga. Đó, hàng này nó xuất cho thị trường của nước ngoài thôi anh em ạ. Nó rất là xịn luôn. Mà em so sánh nó với một con vòng bi thông thường nhá, là thấy nó ngon hơn rất nhiều. Đây này, đây là một con vòng bi cùng mã số ở trên thị trường. Và một con vòng bi lấy một con mới ra mạnh. Con đấy để tí nó xoay trục cho anh em. Đây, anh em nhìn chất lượng của hai con này. Thằng này cái độ hoàn thiện của nó rất là khít nhá. Còn thằng này là nhìn cái đệm của nó có vẻ là hơi ấy này, hơi lỏng lẻo này. Và khi mà em test thực tế vào trong cái trục quạt á, là cái thằng vòng bi mới về này này, nó khít hơn rất nhiều đây nhá. Đây, thằng này đóng vào trục quạt là vừa khít luôn anh em thấy không? Mạnh xoay vòng bi cho anh em xem, xoay. Xoay vòng bi nó rất là trơn luôn. Đó, 608Z nhá, mã của nó là 608Z. Đó, anh em thấy không? Lấy nét cho anh em xem này. 608Z. Rồi ok, thử con kia. Đây, thằng này đút vào thì nó vẫn hơi lỏng một tí anh em ạ. Đấy, nó lỏng. Lỏng nhá, rút ra rút vào dễ thế này. Đó, còn thằng này anh em muốn vào được đó, là anh em phải đóng nhẹ nhá. Anh em phải đóng nhẹ nó mới vào được. Đấy, đút vào là nó cứng ngắc luôn rồi này. Rất là chặt, rất là ôm luôn. Rồi, ok. Mã vòng bi này anh em thay cho các loại máy trục quạt, máy khoan, máy mài. Ok luôn, tuyệt vời. Đo kích thước cho anh em cái. Nói chung á, vòng bi thì thường là phải đo bằng thước kẹp nó mới chuẩn, nhưng mà tại vì em không có thước kẹp nên là em chỉ đo tính chất gọi là tương đối thôi, không thể đo chuẩn được cho anh em nhé. 22, lỗ bên trong thì là 8 ly rồi anh em, 8 ly nhá. Độ dày của nó cũng là 8 ly luôn. Rồi ok. Giá thì lại cực kỳ êm luôn cho anh em. Đây. 50 cái vòng bi này giá chỉ có 100.000. Đó, anh em thấy không? Tức là tính ra chỉ có 2.000 đồng một cái. Quá rẻ luôn nhá. Đó, hôm nay số lượng về cũng khá nhiều, anh em cứ lên đơn thoải mái. Đây, cái món tiếp theo thì hôm nay shop về được một cái lô màn hình rất là xịn luôn anh em nhá. Qua này đã chốt hết cho anh em trên group hơn 20 cái rồi đó. Đó, hàng này thì vẫn còn được vài chục cái nữa nhá. Anh em lấy về làm màn hình camera là rất ngon này, hoặc là gắn book TV để xem TV, hoặc là làm màn hình máy tính nhá. Chút nữa thì em sẽ gắn thử vào con laptop em test cho anh em xem. Con này á, nó là màn hình quảng cáo trong siêu thị. Nguyên cái này của nó bằng thép hết này. Mà thép dày nhá, thép dày luôn đó. Đó, còn mặt phía trước của nó là mặt kính cường lực, chống bể vỡ anh em nhá, chống bể vỡ. Nhìn nó như kiểu con iPad khổng lồ á. Kích thước của nó là 32 inch. Đo cho anh em chiều ngang cái. Có thương không ạ? Đo chiều ngang cho anh em, đo kích thước. Con này đẹp lắm anh em ạ. 50. Châu bò. Anh em treo tường thì về gắn vào 80. Gắn bát treo tường vào cái lỗ nhá. Anh em nhìn này, bên trong, bên ngoài nó bám bụi nhá, còn dính cả băng keo này. Vệ sinh ra là rất đẹp. Đó, vệ sinh ra rất đẹp. Đây, bên cạnh này thì đời mới nhá, đầy đủ các cổng kết nối. Có dây mạng này, nút nguồn này, HDMI này, dây Vega này, cổng audio in này, tức là anh em có thể gắn loa này, rồi hai cái USB để anh em kết nối với các cái thiết bị bên ngoài nhá. Con này em đã test thực tế là nó có thể xem TV được, nhưng mà anh em phải mua thêm cái box TV thì anh em có thể xem TV được. Xem TV cũng rất đẹp, ngon hơn hàng liên doanh nhiều. Đây, thông tin của màn hình đây, nó là màn hình LCD. Đó, mã của nó đây, anh em có thể check nhá. Điện 100V đến 240V. Ampere 1,5A. Nếu mà chạy 240V 1,5A này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40W nha, không tốn điện. Dày lắm anh em ạ.
Rồi ok, em sẽ đưa vào bên trong, em kết nối lên màn cho anh em xem chất lượng và báo giá anh em luôn nhá. Đây em cắm qua cái dây HDMI, em cắm qua cái laptop nhá. Anh em có thể dùng làm cái màn hình máy tính được luôn. Rất là to, 32 inch mà anh em. Mà rất đẹp nhá. Màu tươi đẹp. Mà hình như là nếu mà cắm là nó có loa, nó lại thấy có loa luôn này. Đẹp chưa? Phát video 4K này. Cái này anh em về mua book TV về xem còn đẹp hơn nhiều loại TV luôn. Có nhiều cái TV không được đẹp như thế này. Nhưng mà mỗi tội là anh em phải mua thêm cái cục book TV nữa thì anh em mới xem TV được. Còn không thì anh em có thể làm màn camera này, màn hình máy tính PC này, hoặc là làm màn phụ cho laptop. Laptop màn hình nó nhỏ quá, anh em treo lên tường, anh em phóng nó lớn lên xài ngon hơn. Đó, Mạnh thử thao tác vài cái trên laptop đi. Đây này, em đang phát trên con laptop đó. Đó, xem YouTube. Giá sẽ là 950 một màn anh em nhé, chưa bao gồm phí ship. Đó, con này nói chung là nếu mà gửi về cho anh em sẽ đóng xốp thật phải cẩn thận, nó đóng giày cho anh em luôn, thậm chí còn phải lẹp gỗ cho anh em luôn. Đó, anh em lấy về mua thêm cục bóc TV vài trăm ngàn nữa là xem TV, làm TV phụ ngon lành luôn. Còn không thì làm màn cam, màn máy tính, hoặc là màn cho laptop đều được nhá. Trước khi đi thì em sẽ kiểm tra vệ sinh sạch sẽ cho anh em đẹp như thế này. Nói chung đa phần vệ sinh ra là nó còn đẹp lắm. Và đóng gói gửi về cho anh em nhá. Ok. Đó, một số con thì nó sẽ bị cắt đứt cái dây nguồn đấy, anh em lưu ý nhá. Nếu mà mất dây nguồn thì về anh em đấu qua nó qua một cái phích cắm là anh em xài bình thường thôi. Cái món tiếp theo á thì shop về được một cái lô hàng cái này gọi là cái thùng đựng đồ bằng vải đi anh em ạ. Vải có đệm nhựa và quai sách. Đó, hàng này á là rất là xịn luôn anh em nhá. Nhưng mà nó để tồn kho lên là mấy cái khoen của nó hơi bị xét dỉ một chút đây này. Đó. Thì nói chung nó phải có lý do gì đó thì người ta mới thanh lý. Chứ bình thường một cái món này anh em mua mới á, nó cũng không thể rẻ được nhá. Lấy một cái cho anh em xem. Đây này, anh em nhìn cái chất liệu của nó này. Nó rất là dày, mà nó lại còn đệm những nhựa ở bên trong nữa. Đó, xếp gọn được. Đó, cái này anh em để ở trong tủ quần áo, anh em đựng đồ, đựng quần áo, đựng đồ gia dụng, đựng đồ lặt vặt ở trong nhà là rất tiện nhá. Không dùng nữa thì mình chồng nó vào. Nó rất gọn. Đây, thả một cái xuống chồng cho anh em xem. Nó rất cứng nha anh em nhá, nó rất cứng luôn. Đó, cứng lắm. Đúng không? Đúng, siêu cứng nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi ok, đo kích thước cho anh em đi. Giá thì lại cực kỳ tốt. Đó, anh em hôm nay chốt món hàng gì em sẽ bỏ chung vào đây. Em đóng gói về cho anh em. To đây anh em ạ, không 44. Nhỏ đâu. 44 nhân với cả 35 nhân 35. To đây anh em ạ, sâu bao nhiêu? Sâu 16. Sâu 16. À, sâu 26. Sâu 26 chứ sâu chỗ này cơ mà. Sâu 26. Rồi ok, đây nhá, thì anh em cứ lưu ý giúp em nhá. Đây, tại hàng nó tồn kho lên là nó sẽ bị những cái khoen sách này của nó sẽ bị rỉ sét một chút. Đó, cái này anh em về anh em vệ sinh lại xíu nhá, xịt cho nó miếng miếng dầu, hoặc là anh em lấy đồ anh em rửa anh em chà nó ra chút nhá. Mạnh cầm cái thế sách hai tay cho anh em xem, móc hai tay vào. Đó, rất là chắc chắn, cứng, độn nhựa bên trong 100% nhá, kể cả dưới đáy luôn, rất cứng, không sợ thụng đâu anh em. Mà giá em bán thì lại cực kỳ rẻ, em bán cho anh em là một lần phải bán 10 cái, đi một lần 10 cái luôn, 10 cái là 120.000 đồng, tức là nhiêu, 12.000 một cái đó anh em, 12.000 một cái nhá. Gọi là cái gì đây, cái rổ à? Cái rổ vải. Ừ, rổ vải đi anh em. Cái khay vải đi, anh em có thể gọi là cái khay vải nhá. 10 cái khay vải đựng đồ, độn nhựa ở bên trong, rất là cứng cáp. Đó, giá là 120.000 đồng. Ok chưa? Đó, 10 cái em trồng cho anh em là nhiều rồi. Đó, em chỉ xem 10 cái cỡ nào. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đến đây luôn anh em nhá. Đây này, đến đây luôn này. Mới là 10 cái này. Đây anh em ơi, hôm nay shop về một cái lô đầu tuýp, đầu khẩu. Rất là nhiều size lớn nhỏ luôn anh em nhá. Đây, em mở miệng bao ra em đếm sơ cho anh em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nói chung là gần 20 size các loại. Thì có nghĩa là anh em lấy một cái combo này về á, anh em dùng sẽ là rất là nhiều việc. Thậm chí đôi khi anh em mua một cái bộ khẩu ở ngoài thị trường nó chỉ có 12 đến 20 chi tiết thôi.
Còn cái chỗ này anh em phải có đến tầm 20 mấy size các loại. Đây, anh em thấy không? Từ những cái mà nó nhỏ như thế này, đây này, 5 ly, 6 ly này, đó. Rồi có cả đầu chuyển cho anh em này, cho đến những cái size lớn như thế này. Anh em thấy chưa? Size lớn này. Đây như con này, đó. Rất là nhiều các loại size luôn. Anh em thấy chưa? Dùng đa năng rất nhiều việc này, 21 này, 12 này. Đó. Chỗ này á là 3 ký nhá. Em cân cho anh em là 3 ký một lần. Và chỗ này đếm ra số lượng á, là anh em phải được tới 70 món đúng không? Trên dưới 70 món thì có nghĩa là mỗi một size anh em sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 chi tiết trùng nhau. Ví dụ 21, em sẽ bốc cho anh em khoảng tầm 3 cái 21. Đó, 3 cái mỗi thứ 3 cái, mỗi thứ 2 3 cái gì đó là anh em sẽ dùng được rất nhiều việc nhá. Và tất cả một cái khay lớn như thế này, 3 ký đầu khẩu. Đó, shop sẽ bán cho anh em với mức giá là 220.000 đồng. 220.000 đồng mà toàn hàng xịn không anh em nhé. Anh em nhìn cái chất thép của nó này anh em thấy rồi này. Nó rất là đẹp luôn anh em. Đó, 1/2 rồi 3/8 rồi 3/4 là có hết anh em nhé. Rất là nhiều các loại luôn. Đây, phân loại sẵn rồi anh em nhìn này. Rất nhiều loại, rất nhiều size cho anh em dùng nhé. Rất nhiều việc. Ok chưa? Tất cả 3 ký này chỉ có 220 thôi anh em. Đó, tính ra là chưa, hình như là hơn 3.000 một tí thôi. Tại một 70 món mà, 70 món mà 220 thì cứ gọi 201 đi, là 7321 là 3.000 đồng một con. 3.000 đồng một cái anh em. Cực rẻ luôn. Có cái món có cái lô camera này nó tiện lắm anh em ơi, mà giá lại tốt nữa. Giá em bán là một bộ camera đuôi đèn này á là chỉ có 190.000 bộ thôi anh em. Mà thực sự là nó rất tiện nha. Đó. Chút nữa em sẽ cho anh em xem nó tiện như thế nào. Báo giá anh em trước đã. Đây, hàng mới 100%. Đó, anh em còn được tặng kèm một cái đuôi nữa cơ. Anh em nào nhà mà đã có sẵn những cái bóng đèn mà ở trên trần rồi á, mà muốn gắn camera á, anh em bỏ luôn ngay đi. Anh em chưa có thì anh em gắn. Còn có rồi nhá, anh em chỉ việc xoáy nó lên thôi. Một cái thiết kế phải nói là rất hay luôn anh em. Đỡ phải khoan tường, đỡ phải đục đẽo, đỡ phải kêu thợ. Cầm cái này, xoáy lên cái đuôi đèn E27. Bên trong này nó có cái bộ chuyển đổi từ 220 xuống 12V. Nuôi con camera này xoay 360 độ nhá. Khá nhiều tính năng anh em. Đây là một cái sự lựa chọn phải nói là ngon bổ rẻ cho anh em luôn. Đó, vậy thôi đó. Vậy sau đó là anh em tải cái app về, anh em cài đặt là anh em xem camera như bình thường. Có tiếng luôn đúng không? Có tiếng luôn. Đó, wifi nhá, chạy wifi không đi dây nhợ gì cả. Đó, anh em cứ xoáy vào. Cái này thì em sẽ có một cái video mà em hướng dẫn sử dụng đi. Nhưng mà có lẽ là em sẽ không chèn vào cái YouTube này, bởi vì nó sẽ làm cái thời lượng của video rất là dài. Thì nếu anh em nào chốt con camera này về, cứ liên hệ shop qua Zalo. Shop sẽ gửi cho anh em một cái video hướng dẫn sử dụng, cài đặt chi tiết từ A đến Z. Đây là video em quay thực tế cho anh em xem nhá. Nói chung con này thì độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở mức độ HD thôi. Nói chung là anh em để mà sử dụng gia đình thì vẫn ok. Đó, và hiện tại thì nó đang bị ngược hình một chút anh em nhé. Lý do là em đang để ngược trên bàn thế này này. Đúng ra của nó là anh em phải xoay nó lên trần, quay ngược đầu nó lại thì hình nó mới chuẩn được. Nhưng không sao, em quay để cho anh em xem cái độ mượt của nó thôi. Nói chung là khá là ok anh em ạ. So với tầm giá 190 mà thế này là cũng là được rồi. Ok rồi, giá rẻ đấy. Nó cũng có xoay, tính năng xoay chuyển động các thứ ok anh em nhé. Nó màu sắc cũng được, cũng đẹp. Có âm thanh luôn đúng không? Có âm thanh. Có âm thanh luôn em ạ. Đó, có âm thanh luôn nhá. Cầm lên cho anh em xem. Đây, cái thế đây. Đẹp chưa? Giữ chắc mạnh, giữ chắc được không? Này, cụp lên này, cụp xuống này. Xoay này. Gần như là 360 độ. Nhỏ gọn, đẹp, thẩm mỹ. Đó, sử dụng wifi. Ok chưa? Giá 190.000 bộ nha anh em nhé. Đó. Món này anh em phải chốt nhanh này, bởi vì số lượng em chỉ có khoảng tầm 60 bộ thôi. Mà lô này nó rất xịn anh em nhé. Quạt đeo cổ. Quạt đeo cổ anh em ạ. Đó, cái hộp của nó đây này. Và hàng này thì có khả năng là em sẽ không bao cho anh em được cái màu sắc đâu.
Bởi vì em khui ra vài hộp ngẫu nhiên, em thấy có cái thì màu xám, có cái thì màu kem, có cái thì màu trắng. Đó, nên là không biết số lượng bao nhiêu, nên là chỉ bao cho anh em là quạt còn đang xài tốt, xài ngon. Con này nó xịn anh em ạ, nó êm lắm, động cơ không chổi than, mà nó có màn hình luôn nhá. Mở cho anh em xem. Tốc độ 1 này, tốc độ 2 này, tốc độ 3 này, tốc độ 4 này, tốc độ 5 này. Đó, em đưa cái mic vô để cho anh em xem cái tiếng quạt với cái độ êm của quạt này. Thổi lên rất dễ chịu. Lên cổ phát cho anh em xem mà nhá. Anh em nhìn này. Đó, nó sẽ thổi hưu hưu lên phía cổ anh em nhá. Đã lắm. Đây này. Đây này, nó thổi lên, anh em thấy tóc bay không? Con này em test pin của nó chạy được vài tiếng thôi anh em ạ. 3 tiếng đó, cỡ 3 tiếng đó. Dùng thoải mái luôn. Rồi ok mà nhá. Hàng ngon. Đây này, tem của nó anh em này. Đó, anh em nào đã dùng qua các cái dòng quạt đeo cổ trên thị trường thì anh em nhìn là anh em thấy là nó khác biệt nhiều lắm. Thứ nhất là cái chất liệu nhựa của nó rất là dày dặn chắc chắn. Cái thứ hai là nó có màn hình LED, anh em thấy không? Con này nó còn hiển thị phần trăm pin nhá. Khi mà anh em sạc á, cắm sạc vào nó còn báo bao nhiêu phần trăm pin nữa cơ. Nó rất là xịn mà chạy êm lắm. Rồi ok. Quạt đeo cổ anh em lấy về mang đi tập thể dục hoặc là anh em làm việc ở ngoài trời á, có cái này rất là dễ chịu luôn nhá. Mà giá em bán chỉ có 120.000 một bộ. Nên là cái món này anh em phải chốt nhanh thì mới còn hàng. Đó, hàng này shop nhập được hàng thanh lý nên là giá nó mới tốt như vậy. Chứ cái phân khúc mà quạt cỡ này anh em kiếm mua ngoài thị trường là phải trên 200 một bộ mới có. Rồi đây anh em ơi, hôm nay thì em về được một cái mẫu tiếp theo, đó là cái mẫu điện thoại anh em nhá. Đây, lần này về thì nó duy nhất thì nó có màu đỏ thôi, nhưng ngoại hình còn rất đẹp. Con này nó chính là con Xiaomi, con điện thoại của Xiaomi Redmi 8A anh em nhé. Đây em cho anh em xem cấu hình. Đây, trước tiên là ngoại hình đã nha. Ngoại hình rất là đẹp anh em nhé. Ngoại hình con này khoảng độ tầm 97-98% đó anh em. Đó, chảy xước thì không, dường như là không đáng kể đâu. Đó, màn rất là đẹp. Đó. Ở đây con này có màn của nó là màn 6 inch nhá. 6 inch. 6,2 inch vào cài đặt. Kiểm tra cái cấu hình của anh em xem, cho anh em xem này. Giới thiệu điện thoại này. Đó, con này của nó là bộ nhớ của nó là 64GB em nhé, 64GB. Và tất cả thông số đây. Con này là RAM của nó, RAM 4GB. Redmi 8A của Xiaomi anh em ạ. Đó, con này thì ok, tất cả mọi tính năng. Đó, chip của nó là chip 8 nhân, màn hình 6,2 inch, Full HD. Đó. Đầu kiểm tra camera cho anh em xem này. Đó, chụp hình này. Đó, rất điểm ảnh, rất là nhanh em nhé. Đó. Đó, và tiếp theo của nó, con em test qua cái khả năng lướt web, đọc báo của nó. Mấy con này thì anh em về anh em cài đặt cái tài khoản ở cái thằng Apple Store thì nó sẽ chạy mượt mà hơn anh em nhé. Đó, kể cả như vào YouTube để anh em cập nhật lại những cái phần mềm mới. Đây, hiện tại là con này thì đặc biệt của nó, bản này là bản 2 sim 2 sóng anh em ạ. Đó, thiết kế rất là đẹp. Đó, em đây này, em chạy tạm web cho anh em xem thôi. Máy chưa có tài khoản thì nó đòi hỏi rất nhiều thứ. Sử dụng mà không cần tài khoản này. Đó, có tài khoản thì nó sẽ mượt mà hơn. Đó. Tôi hiểu. Vào YouTube thử đi. Mấy con này phải cài đặt tài khoản rồi vào app thì nó sẽ mượt mà hơn. À, thử shop CKT. Đó, ở đây thì anh em vào anh em xem video thôi. Đó. Trà Tân Cương Thái Nguyên loại 1 xe duy nhất. Đó, như thế thôi anh em nhá. Nói chung là đại loại là anh em về anh em mày, anh em phải cập nhật cái tài khoản lên. Thì bên kênh phụ của shop sẽ thanh lý cho anh em một số mã. Đó, con này thì em bán cho anh em với mức giá là 1.450.000, em bao ship. Thì nó chỉ có bao gồm là một cái cục sạc, tặng theo cho anh em cái cục sạc nữa thôi. Đó, duy nhất chỉ có màu đỏ anh em nhé. 2 sim 2 sóng, thiết kế đẹp. Màn hình 6,2 inch. Và cái dung lượng pin của con này nó là 5.000 anh em nhé. Pin sử dụng cũng rất là đã. Đây, tiện đây thì ở đây em còn bộ tai nghe iPod 3 Pro bán cho anh em. Em sẽ kết nối luôn ở cái điện thoại này để cho nó anh em biết là ngoài kết nối được ở iPhone, nó còn có thể kết nối được cả hệ điều hành Android anh em nhé.
đó, nguyên siêu. Vậy anh em nhận ra là anh em bóc siêu, anh em chiến luôn. Đó, bộ tai nghe này thì em bán là bao gồm nó bên trong này nó có cái cáp sạc và tít tai này anh em. Đó, bán rất là rẻ thôi, bộ tai nghe này bán hơn 100 thôi. Đó, anh em nếu mà như iPhone ấy, dòng iPhone anh em mở cái lắp này ra là nó sẽ tự động nó kết nối, nhưng mà mấy cái điện thoại của hãng Android này thì anh em phải kết nối thủ công anh em nhé. Mở lắp ra và anh em vào phần cài đặt. Cài đặt. Chẳng có sử dụng Android mấy nên. Rồi vào phần cài đặt này, rồi anh em tìm Bluetooth. Đó, anh em bật Bluetooth lên. Đó, chờ một chút, đó nó đã có cái hiển thị AirPods Pro đó. Đó là đang ghép đôi. Đó, ghép nối. Đó, và nó đã hiển thị lên này, đã kết nối pin 100%. Nó cũng hiển thị ở trên cái điện thoại của mình nhá. Đó, và bây giờ mình vào chỉ cần vào cái YouTube thôi, mình nghe nhạc với chán. Đó, nó do nó cái tai nghe thì rất là nhỏ nên anh em cũng khó nghe anh em nhá. Đó. Khó nghe, khó test qua điện thoại. Đó, anh em nghe thấy không? Rồi thì thôi, nói chung là con này thì anh em về anh em sẽ tự trải nghiệm nhá. Cái chất âm của nó cũng khá là hay và thiết kế rất là đẹp. Đó, giá thì em bán là 150.000 cho bộ tai nghe này anh em nhé. Anh em nào mua thì liên hệ shop nhé. Đây anh em ơi, hôm nay thì cái tấm đèn panel này em về thêm được khoảng chưa đến 30 tấm anh em ạ. Đó, và hình như là cũng hết hàng luôn rồi đó anh em. Lô cuối cùng rồi. Hàng này nó hơi cồng kềnh nên là shop sẽ bán nốt cái lô này là em sẽ không nhập về nữa. Bởi vì kho mới không có rộng như là kho cũ đâu anh em. Đây nhá, tấm đèn panel hàng của nước ngoài, xịn hơn cả hàng của Philips với lại Rạng Đông. Kích thước 1m2 x 600, 60 phân x 1m2. Chuyên dùng để anh em thả lên trên trần thạch cao anh em làm đèn chiếu sáng. Và nó bằng nhôm nhá. Cũng như là nó có chế 3 chế độ màu. Đây này, thương hiệu của nó anh em này. Copper anh em nhá. Đó, hàng mới 100% như thế này. Rồi em sẽ lấy một tấm ra và mở hộp cũng như là đấu điện test thử cho anh em. Chạy được 220 anh em ạ, rất là tiện mà đẹp lắm, ánh sáng đẹp lắm. Đây anh em ơi, con này là cái tấm thạch cao phát sáng anh em nhé. Anh em ở dưới miền Tây là rất thích dùng. Kích thước của nó đúng bằng hai tấm thạch cao. Tính ra anh em mua hai tấm thạch cao cũng là hết 300.000 rồi. Mà cái tấm thạch cao này là nó có đèn luôn anh em. Đây này. Đó, bằng nhôm nhá, gõ cho anh em xem. Bằng nhôm hết. Đây, hàng xịn. Cho anh em xem thông số luôn. 52W nhá. Chỉnh được 3 chế độ màu đây này, chỉnh được 3 mức độ sáng đây nhá. Đằng sau này nó hai công tắc này. Anh em gạt là nó sẽ đổi nhá, trắng, vàng, trung tính, hơi giật nhẹ tí. Lý do là chưa bắt cái dây te đâu anh em. Nó hơi mát nhẹ nhá. Nói chung anh em treo trên trần thì thoải mái, không vấn đề gì đâu. Đó anh em thấy chưa, để em quay mặt trước mạnh đổi cho anh em xem nhá. Đi dép vào không là nó tê tê như cái máy tính nhá. Chuyển màu đi anh ơi. Trung tính này, trắng này, vàng này. Đó, chỉnh độ sáng đi. Vừa này, yếu này, mạnh này. Thực tế anh em nhìn ở bên ngoài nó còn đẹp hơn nhá. Cái này quay qua camera nó sẽ hơi bị giật giật chút. Nó bắt sáng. Rồi rút điện mày ơi. Đó, hàng này anh em làm nhà, anh em bỏ trống hai lỗ thạch cao, sau đó anh em gác cái tấm này lên là ngon luôn. Bao nhiêu? Nó sẽ làm dư ra hơn 60 chút đúng không? 60. 60 lẻ 1 phân đó. Ừ. Cộng với 1m22. Anh em thấy không? Mỗi bề người ta sẽ làm dư một chút để anh em có thể gác lên cái phần xương thạch cao. Đó, ốp góc hết nhá. Hàng có ốp góc nhựa này. Mới 100%. Đó, em bán là lô này em sẽ giảm giá cho anh em luôn là 650 một tấm, và em chỉ nhận khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là nếu mà anh em ở dưới quê miền Tây lấy á thì em gửi trành xe thôi chứ không đóng gói bưu điện được anh em nhé. Nó quá to và dễ móp méo. Chỉ nhận gửi trành mới lại nhận anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Anh em check giá đi. Hàng của Rạng Đông với Philips á, kích thước này á là tầm 1,5 triệu đến 2 triệu một tấm á.
Còn cái tấm này á, là giá hàng của nó cũng phải xịn cỡ đó, đó. Mà em bán chỉ có 650 thôi nhá. Còn có 30 tấm cuối cùng là hết lô luôn rồi đó anh em. Chuẩn bị vào mùa nóng anh em ơi. Anh em sắm một cây quạt pin để dự phòng lúc mất điện nhá. Đây, quạt pin sử dụng chân pin phổ thông M21 Makita 8 inch anh em nhá. Đó, rất là mát. Em cho anh em xem này. Quạt thì lồng bằng thép nhá. Bộ này thì nó bị móp nhẹ do vận chuyển, nhưng mà em sẽ giao hàng cho anh em là sẽ đẹp hơn ở trong hộp như này. Cái này em để em test thôi. Anh em yên tâm. Đây, nó sẽ đẹp cho anh em nhá. Đó, chỉnh được góc nhá. Chỉnh được góc. Đó, rất là to, lồng cánh lớn. Sẽ có gói thân quạt nhá. Có bán lẻ thân quạt cho anh em. Cái thân quạt này thì em bán với giá là 190 anh em nhá. 190 một cái. Anh em có pin Makita 18V, 21V là gắn vào là xài thôi. Đó, còn cái quạt mà kèm cả pin và sạc luôn ở trong hộp như thế này này. Đó, đủ bộ nhá. Đủ bộ quạt pin sạc này là giá 320 anh em ạ. Đây là có pin này, có quạt này, có sạc. Mới tinh nằm ở trong hộp như thế này nhá. Đó, rất là mát luôn. Sử dụng 3-4 tiếng liên tục nó mới hết. Mát rưỡi luôn anh em. Đây anh em ơi, cái món này hôm nay em lại tiếp tục có thêm hàng rồi nhá. Hôm nay về có giá rất tốt nên là sẽ bán cho anh em một lần là một hộp luôn. Đó, anh em dùng thoải mái. Con này thì ứng dụng của nó là rất nhiều việc rồi. Cáp audio hay còn gọi là cáp AUX nhá. Hàng của nước ngoài anh em ạ, đây này. Cực kỳ xịn luôn. Hai đầu của nó là hai đầu 3.5 mạ vàng nhá, có mã này. Đó. Anh em thấy chưa? Hàng nó sản xuất cho thị trường của nước ngoài, nó rất là xịn. Dây dài sọc mềm dẻo để em mở cho anh em xem. Đó. Giá này thì anh em cửa hàng có thể lấy về nhá. Anh em làm bên âm thanh nhá, loa đài có thể lấy về bán lại được luôn. Giá cực tốt. Hàng mới này trên thị trường mà đúng xịn như thế này á, cùng phân khúc á, là nó phải tầm 70-80 ngàn một sợi. Anh em nhìn chất của cái cọng áp cáp audio này. Đó, hàng thương hiệu nhá, mạ vàng. Dây của nó dài 1 mét, à 1m2 sao á. Nhìn cái chất dây của nó rất là mềm, mềm mại. Anh em chưa? Xịn. Nó đóng vào trong cái hộp hộp nhựa cứng như thế này là anh em biết rồi. Đó, chứ không phải là hàng vỉ, hàng rẻ đâu. Đó. Anh em có thể ứng dụng nó để cắm từ điện thoại phát nhạc qua loa. Đó, ví dụ anh em phát nhạc điện thoại qua loa kéo, hay anh em nếu mà nó không có kết nối mà Bluetooth mà anh em muốn cắm dây để cho nó ổn định, hoặc là anh em cắm qua loa vi tính, từ máy tính qua loa vi tính. Nói chung là nó rất nhiều việc nhá. Hai đầu 3.5 thì nó quá là phổ thông rồi. Ok, em sẽ bán cho anh em một lần là một hộp. Một hộp là 4 bộ. Giá là 100 ngàn một hộp anh em nhé. 100 ngàn trên một hộp. Bán nguyên hộp luôn. Đó, đây. Một hộp này của nó anh em mở ra là 4 bộ nhá. Ví dụ anh em cửa hàng mà lấy số lượng khoảng tầm 10 hộp á, em sẽ có giá xỉ cho anh em luôn. Ok chưa? Vật mũi lại tiếp tục về hàng anh em ơi. Đó. Hàng này sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng. Vật mũi 3 chế độ. Có cả chế độ bắt mũi màu đèn xanh. Đèn xanh này là bắt mũi này. Ở giữa là anh em sẽ sử dụng nó như một con vật mũi thông thường. Đó, anh em thấy không? Rất là chất lượng. Ừ. Đó. Ok chưa? Pin của nó thì sẽ sử dụng hệ pin phổ thông nhá. Đó, sạc bằng cục sạc điện thoại. Ok. Giá thì vẫn bình ổn cho anh em là 145 ngàn trên một bộ thôi. Bảo hành 6 tháng. Anh em có thể lên đơn kèm những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Hôm nay có thêm đá mài rồi anh em ơi. Đá mài. Đó, con này đá mài hai mặt anh em nhé. Mở cho anh em xem đi. Hàng mới nguyên hộp luôn. Đây. Anh em lấy về sử dụng, mài dao mài kéo là tuyệt vời nhá. Để em mở ra em đo kích thước cho anh em luôn. Đây anh em ạ. Đó, đá nhìn rất đẹp anh em nhá.
hai mặt nha. Nó sẽ có một mặt láng và một mặt nó hơi thô hơn. Đó, anh em sẽ được sử dụng được hai mặt. Đo kích thước cho anh em cái đi. 20. 20. 5 phân. 5 phân. Dày 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi, ok. Đó, đá mài này thì shop bán là 70.000 một cục. Đó, giá rất tốt cho anh em lấy về sử dụng gia đình nhá. Em về được có 2 thùng này thôi anh em. 2 thùng này mà mỗi thùng được có 20 viên là tổng có 40 viên thôi anh em nhá. Đây anh em ơi, cái món tiếp theo này thì shop sẽ thanh lý cho anh em mấy bao thước nhá. Thước này thì hàng nó xấu anh em ạ. Hàng xấu, em cũng phải nói luôn anh em là hàng nó xấu. Nhưng mà vẫn dùng được. Thế thôi. Đây này, tức là nói chung là kéo ra kéo vào sử dụng thì vẫn ok, nhưng mà nó bị ố nhá. Đó, anh em nhìn kỹ thì vẫn thấy đây này. Nhìn kỹ thì vẫn thấy. Đó, xui, lâu lâu xui xui anh em đo đúng cái số, ví dụ 395 này này, thì anh em nhìn kỹ nó mới thấy, vì nó bị ố mất cái vạch, nó vẫn nhìn thấy chứ không phải nó bị sét đâu. Ố màu, thử cây khác anh em đi. Đó, thước dài 5 mét. Đây, đó, nó bị những cái vết như thế này. Đó, nhưng mà vẫn nhìn thấy nhá. Đấy, đúng không? Vẫn đúng nhìn rồi. Thấy bình thường này. Ok. Ý, để mà anh em đi làm anh em xài thì đỡ sót tiền. Thì giá hàng xấu thì giá xấu thôi chứ đâu có gì đâu. Ok. Thước này thì em sẽ thanh lý cho anh em nhá. Nó vẫn đẹp. Nói chung là nó vẫn còn xài được 5 mét. Đó, ngoại hình nó xấu vậy thôi. Ngoại hình xấu. 10 cây 50 đi. 10 cây 50 ngàn. Đó, tính ra là 5.000 đồng một cây đó anh em. Dùng được nhiều việc. Đó, nó thậm chí có thể anh em kéo ở bên trong nó đẹp hơn nhá. Đó thì em cứ coi như là hàng xấu đi, còn nếu mà có hàng đẹp hơn chút thì vẫn giao anh em bình thường. Đây em còn vài bao này. Thanh lý cho hết luôn. Về thêm mẫu bóng đèn nhà xưởng 100W và 50W tản nhiệt nhôm rồi. Test thử cho anh em cái nhá. Con này sáng lắm anh em ạ. Hàng ngon. Đó anh em nhá. Con này thì cái hay nhất của nó là anh em mua về không cần phải gắn thêm chóa đèn. Đó, nó rất là tiện ở cái đó. Đây này, cái phần tản nhiệt nhôm này của nó chính là cái chóa luôn. Nên là anh em sẽ tập trung được cái ánh sáng xuống phía dưới. Đây này, giống như cái hình mô phỏng của người ta nhé. Nó sẽ không bị hắt sáng lên trần. Nên là cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đó, và bóng đèn thì hàng rất là nhiều cái tiêu chuẩn xịn anh em nhé. Đây này, để em cho anh em xem. Đây này. Đó, anh em thấy không? Con này 100W này. Đuôi E27, điện 220V. Con này đường kính 30 nhá, đường kính 30. Con này 30 này. Còn con này là 50W này. 50W thì đường kính của nó sẽ là 25 đúng không? Đo cho anh em cái. Này 50W này. 25. 25. Đó, cầm cái đèn cho em xem. À cho em, cầm chặt xuống. Đây này. Cái này nó bằng nhựa nhá. Đó, không phải bằng thủy tinh. Nên là anh em cứ yên tâm, không sợ bể vỡ. Đó, tản nhiệt thì toàn bộ bằng nhôm. Đó, đuôi đèn E27 thông dụng. Ok chưa? Giá thì con 100W này thì giá của nó sẽ là 190 một bóng. Còn con này thì 130 thôi anh em. Con này được anh em mua về phản hồi rất tốt luôn anh em nhé. Bền và ánh sáng dễ chịu. Độ sáng của nó cũng rất tốt. Kìm cắt anh em nhé. Giá cực kỳ tốt cho anh em lấy về xài. Kìm cắt mới nguyên bịch như thế này. Đó, kìm cắt đa năng, nó cũng không nhỏ đâu anh em ạ. Đó, đo kích thước cho anh em cái đi. Giá em bán cực rẻ luôn anh em nhé. Hôm nay em về được một thùng này khoảng vài trăm cây. 17. Cái này nói chung anh em sẽ ứng dụng rất nhiều việc này, cắt kẽm này, cắt chân linh kiện, cắt đồ lặt vặt, ok mà. Giá rẻ, hàng mới nguyên bịch. Giá này em báo là anh em cửa hàng có thể lấy về bán lại luôn nhá. À, đó là em bán một lần là 4 cây kìm cắt giá 50.000. 4 cây nha anh em nhá, 4 vỉ luôn. Đó, 50.000. Đó, cho anh em lấy về xài. Đây, hôm nay sẽ thanh lý cho anh em cái lô bóp da anh em nhá. Hàng thì để nó tồn kho, nó bám bụi anh em ạ. Lô này ngày xưa em nhập giá rất là cao luôn. Đây, hàng này hàng da bò thiệt anh em nhé. Đây này, da bò thiệt 100%. Đó. Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại mỗi loại, mỗi màu, nó còn sót lại 1-2 cái.
Đó nên là em chắc là em không lựa được cho anh em đâu. Đó em cứ giao cho anh em một cái lớn, một cái size lớn như thế này và một cái size nhỏ. Đây, size nhỏ này thì có thể là sẽ giao cho anh em cái nằm hoặc là cái đứng. Đây nó có là một loại ví đứng nữa. Cái đứng đâu ta? Đó, nó cũng hơi lộn xộn rồi anh em ạ. Đây là cái đứng này. Thì anh em cứ xác định là cái ví nhỏ này mình sẽ sử dụng ở những cái công việc mà nhẹ nhàng. Ví dụ anh em đi ra ngoài, anh em đi gần thôi, anh em đựng một tí giấy tờ, một tí tiền ít tiền thôi là được. Mới đựng giấy tờ thôi. Còn cái ví to này thì anh em sẽ đựng đa năng nhá. Đó thì cứ xác định là giao cho anh em là một ví lớn và một ví nhỏ. Cái nhỏ thì em sẽ, cái lớn thì chắc chắn là cố định một size đó, size lớn. Còn cái nhỏ thì em sẽ giao một trong hai kiểu, kiểu đứng hoặc kiểu nằm. Đó thì em tính anh em giá là hai cái 100. Đó tính cho nó còn một cái ví lớn á, là anh em đã dư tiền rồi. Nên là cái ví nhỏ em sẽ tự giao cho anh em kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc nhá. Đa phần thì em thấy ở trong thùng này màu nó đẹp không à, màu dễ xài không à. Hàng chuẩn da bò thật 100% anh em nhá, may thủ công. Ở dưới này em còn rất nhiều các loại mẫu mã, bao bền cho anh em luôn, lau chùi ra là sạch sẽ đẹp. Mở mở cho anh em xem bên trong một tí. Đây này, bao anh em xài con này 4-5 năm không xi nhê gì luôn á. Hàng da bò thiệt mà anh em. Ok. Rồi cứ hai cái là 100 ngàn nhá, hai cái ví da. Đó. Với lại ở đây em còn lại vài hộp thắt lưng, cũng là hàng da bò mà hàng nguyên hộp, cho anh em lấy về làm quà tặng nhá. Đây này, thắt lưng da bò, anh em thấy chưa? Đó, nó sẽ có một hộp rất là đẹp nhá, hộp kim loại. Và nó có hai cái đầu này, hai đầu cũng bọc da luôn để anh em thay, thay qua thay lại. Đó, anh em có thể sử dụng hoặc là mua về tặng quà, làm quà tặng cũng rất đẹp. Đó, nguyên một cái hộp như này, giá cũ là bao nhiêu? 290. Hôm nay em xả cho anh em lốt còn có 10 bộ cuối nhá. Em thanh lý luôn cho anh em là nó cũng không có hàng về nữa anh em, là 250.000 một hộp. Hộp thắt lưng cá sấu anh em nhá, 250. Đó, anh em lấy về làm quà tặng. Và cái video hôm nay thì shop cũng sẽ tạm dừng ở đây luôn. Đó, anh em có nhu cầu mua hàng gì thì liên hệ shop hai số điện thoại ở góc bên phải màn hình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Một số sản phẩm thì em sẽ để cái đường link của Shopee cho anh em đặt luôn đó. Anh em quan tâm Shopee thì click vào cái đường link ở dưới nhá.